nói chung là năm nào mình cũng quay các bạn. Buồn quá vậy chạy. Xin mến chào mọi người cùng tất cả các bạn trở lại với kênh của mình nha. Nay thì chia sẻ máy Kubota DC70. Chiếc máy này thì có dì Bình ở Kinh Tám, Tân Hiệp, Kiên Giang. Hôm nay thì chiếc máy này chạy đồng qua bên khu vực Cờ Đỏ, Cần Thơ, Cát Lúa nha các bạn. Này máy thu hoạch giống lúa 5451. Lúa này hôm nay thì lên 8.200 một ký lúa tươi nha các bạn. Mà khu vực này thì lấy cọc quay sớm nên giá cân được chỉ có 7.500 đồng một ký thôi. Chung là mấy bữa nay mưa liên tục nên lúa nó ngã sập, rồi thêm phần lúa nó ẩm nữa chứ không có nắng gắt nữa nên máy không có chạy nhanh được các bạn ơi. Này mấy anh tài xế chạy nó là rất là kỹ nha các bạn. Máy này thì của dì Bình ở Kinh Tám này, lúc trước là bán 2 chiếc 70, nhưng mà giờ như là mới sắm thêm chiếc DC93 nữa. Chiếc đó bữa nay cắt đầu mình cũng chưa biết. Chung là còn rất là ẩm nha các bạn. Nhưng mà mấy cái khúc lúa đứng thì anh tài xế cũng chạy tốc độ cũng nhanh đó các bạn. Lúa sập thì chậm lại à. Đó, bắt đầu giảm tốc độ nè. Lúa ở đây thì làm cũng khá là trúng các bạn ơi. Tầm thất thì cũng trên 600 kg một công, trúng thì tầm 800 kg. Cái gì nhưng mà lúa còn rất là ẩm. Này không có nắng gắt nữa là cơn mưa khác kéo tới. Kênh này thì không có đường lộ các bạn ơi. Máy nãy lên phà tốt đằng kia mới chạy lên đây. Máy hành máy kéo rồi các bạn. Nước quá nước nè. Cái màu lúa dơ quá các bạn.
chia ra đâu hai ba đường mương vậy các bạn. Nó bắt đầu xong cái đang bên đây rồi qua bên kia tách cái đường mương. Đây thường làm đường mương giữa chứ ít làm mẫu các bạn ơi. Đất bên đó nó hơi lúng à. Mình qua phía bên đây đó, các bạn ơi, bên đây thấy trên bờ đó là nguyên một cái vườn ổi. Cách cái vườn ổi này bên kia có một chiếc máy 70 nữa các bạn. Để chút xíu mình quay ở đây xong mình qua bên kia quay clip tiếp theo cho các bạn xem nha. Kéo tiếp tục ra đây. Anh vụ này gom rất là khỏe. Mình cũng xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hiện giờ mình sẽ đi tiếp tục đi kiếm những chiếc máy khác mình quay cho các bạn xem.